Ừ, khi con nghe sư trả lời câu hỏi của quý phật tử con rất hoan hỷ. nhưng có hôm con không rảnh thì hôm sau con nghe buổi tối trước khi ngủ còn niệm ân đức phật và thiền rải tâm từ nhưng con cũng niệm như sư chỉ dẫn có điều vì phần vì khuya con cũng đọc khác lời của sư một chút như vậy có tốt không sư à, xin thưa với quý vị đó khi chúng ta rải tâm từ quý vị phải nắm được phải nắm được một cái trạng thái mà sư gọi là cái trạng thái tâm từ để quý vị hướng cái tâm từ đó hướng cái trạng thái tâm từ đó đến đối tượng khi mà sư hướng dẫn á, thì đương nhiên là sư phải dùng lời nói để sư truyền đạt lại để quý vị hiểu là mình cần phải làm cái gì Chứ còn bản thân cái lời nói đó, nó không có quan trọng. Ừ, bản thân lời nói không có quan trọng. Mà khi quý vị mới ban đầu thì quý vị có thể nghĩ là mong cho chúng sanh được an vui. Thì khi quý vị mong như vậy, mình phải thật sự mình mong mỗi chuyện đó xảy ra. Phải thật sự mong mỗi chuyện đó xảy ra. Giống như người mẹ đó, mong đứa con nó được khỏe mạnh. Thì người mẹ phải thật sự mong đứa con được khỏe mạnh chứ người mẹ không phải là chỉ niệm ở trong đầu là mong con khỏe mạnh mong con khỏe mạnh mong con khỏe mạnh mong con khỏe mạnh thì nó không phải mà ừ. khi người mẹ nghĩ về đứa con mong cái đứa con mình được khỏe mạnh thì thật sự trong lòng của người mẹ thật sự muốn được như vậy đó là cái mấu chốt quý vị phải nắm được cái trạng thái tâm tư còn cái lời nói nó như thế nào á thì nó không quan trọng cái thứ nhất cái thứ hai là quý vị không phải nói ra miệng nha không phải nói ra miệng thành ra tại sao mà bây giờ vào thời thiền chung thì không có không có nói nữa không có nói nữa tại vì chúng ta phải hướng cái tâm tới và đem cái tâm từ hướng đến họ và thật sự mong cho họ được an vui chứ không phải đây là một cái câu thần chú một cái câu niệm Ừ, thành ra quý vị có nội dung nó có sai khác gì thì nó cũng không có ảnh hưởng ha